Như thông lệ hàng năm và các năm, bởi vì năm nay là năm đầu tiên mà Tổng thống Joe Biden sẽ có bài thông điệp liên bang State of the Union gửi đến toàn dân, và cũng là những điểm mà các nhà lãnh đạo trên thế giới muốn nghe, tìm hiểu xem coi trong năm nay 2022 và sang năm, những gì mà chính sách của Hoa Kỳ từ vấn đề đối nội đối ngoại sẽ được đưa ra. Tối nay Little Sài Gòn TV sẽ gửi đến quý vị từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối thông điệp liên bang này. Thông điệp liên bang thì thường diễn ra khoảng 1 tiếng rưỡi, nhưng mà sau đó chúng tôi sẽ có phần thảo luận, bình luận được đưa ra và giải thích thêm những điểm đáng chú ý mà Tổng thống Joe Biden sẽ đề cập trong bài thông điệp liên bang tối nay. Thông điệp liên bang nó Ngọc Lan thường là ông Tổng thống cho biết những gì ông đã đạt được trong năm qua và sắp tới đây những gì còn lấn cấn, những gì khó khăn mà ông sẽ phải giải quyết trong năm nay và năm tới nữa. Thì ông sẽ trình bày vấn đề coronavirus, những điểm đáng chú ý, những gì mà chính phủ đã làm được trong năm qua 2021 và dẫn đến năm nay với tình trạng mà cải thiện hơn cả. Ông sẽ đề cập đến vấn đề, thí dụ như là California đã tháo bỏ lệnh phải mang khẩu trang. Nhưng mà điểm quan trọng nhất, vấn đề đối nội mà chúng tôi ghi nhận được trong 2 năm qua, nhất là khi mà Tổng thống Joe Biden vào Tòa Bạch Ốc đó, là vấn đề lạm phát. Một điểm mà Ngọc Lan và cũng như thưa quý khán thính giả, ít ai chúng ta biết được tình trạng lạm phát nó xảy ra vì vấn đề mà tàu bè rồi vấn đề vật giá người tiêu thụ gia tăng, chúng ta vẫn tiếp tục đi xài. Và một điểm đáng chú ý đó là vấn đề lạm phát đó, người tổng thống không có kiềm chế được cái khổ đây đó. Ông đâu có nói là Ngọc Lan bớt mua đùm tôi đâu. Ông Đông không thể nào nói làm ơn gửi hàng thật nhanh đi. Ông không thể nào ra lệnh cho Trung Quốc tàu bè đi thật nhanh hoặc là gia tăng thêm tàu bè. Thí dụ như phần lớn những cái mặt hàng người Mỹ mua đó là từ Trung Quốc. Mà ông Trung Quốc là ông đưa ra cái lệnh gọi là Zero Covid. Bất kể là kể cả những nhân viên tàu bè rồi nhân viên chuyển hàng nữa. Cho nên việc mà ông Tổng thống chỉ có thể là khuyến khích thôi, chứ thực sự đó thưa quý vị, ở Mỹ này cái quyền lực nó không phải là ông tổng thống là ông vua, cho nên ông không thể nào ra lệnh cho bên phía ngân hàng trung ương tăng lãi suất được. Và vấn đề tăng lãi suất, bởi vì một trong những nỗ lực có thể làm giảm lạm phát là tăng lãi suất thôi, nhưng mà ngân hàng trung ương đâu phải là tự nhiên đùng một cái trong một ngày là tuyên bố gia tăng lãi suất. Nó sẽ gây ảnh hưởng dây chuyền đến sự phát triển kinh tế chung của cả nước Mỹ. Nhưng mà khổ nỗi đó, đa phần theo cuộc thăm dò đều chỉ trích ông Tổng thống Joe Biden là chịu lỗi lầm cho vấn đề lạm phát của nước Mỹ khiến giá cả tăng cao. Vâng, thì ông sẽ đưa ra các nỗ lực để làm thế nào kiềm chế được lạm phát, hoặc là chính phủ đã làm được gì trong vấn đề lạm phát. À, một điểm về chính sách đối ngoại hiện nay mà mọi người đều quan tâm và chắc chắn nằm trong bài thông điệp liên bang là Ukraine, sự xâm lấn của Nga, rồi kế đó là vấn đề Trung Quốc, Đài Loan, vân vân. Cũng như và điểm thứ ba nữa là về vấn đề môi sinh, chính sách của ông Biden sẽ đưa ra như thế nào để tiếp tục đưa Hoa Kỳ vào với thế giới trong các hiệp ước bảo vệ môi sinh. Một lần nữa mời quý khán thính giả theo dõi cùng với chúng tôi bắt đầu từ 6 giờ chiều hôm nay, ngay sau phần tin tức của đài. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị toàn bộ thông điệp liên bang qua phần lược dịch bằng tiếng Việt. Sau đó sẽ có các nhân vật đến với đài để cùng đưa ra các vấn đề thảo luận ngày hôm nay.